Ok, anh em có câu hỏi gì nữa không? Đặt câu hỏi cho mình Rồi mình sẽ uh, Tranh thủ mình sẽ làm Mình trả lời cho các bạn ha Anh có hay làm nhạc da không? Hiện tại thì ít làm lắm bạn à, Mình giờ có làm thì cũng là da kiểu relaxing Da kiểu nhạc uh, Không phải da standard đâu Da uh, dạng fusion tí Hoặc là dạng uh, smooth thôi chứ không phải dạng standard mình không có không có có theo chuyên ngành da đó nên mình không có nghiên cứu nhiều đủ để dùng thôi chứ không không có giỏi <laughs> mình thích ra đánh uh, cao lắm là smooth thôi da yeah, smooth thôi nhẹ nhẹ thôi và mình làm ứng dụng nhiều hơn là 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 biểu diễn ứng dụng trên bài này nọ ok anh có hay làm nhạc trên ban lab không ban lab thì cũng uh, nó là nâng cấp của cái thằng kết cuộc chắc là mấy năm rồi không làm nhưng mà làm cũng dễ ờ mà mình cũng có uh, mở ra thì làm trước này trước đây thì nửa cuộc đời làm nhạc của mình là mình làm trên kia uh, sona rồi xong rồi b rồi xong rồi logic rồi nhưng mà làm nhiều nhất vẫn là sona đó sona hồi trước uh, mất Chắc phải là 7-8 năm làm trên Sona Cho nên là ban lát nó cũng như nhau à Nó cũng vậy à Mình làm trên Sona X rồi các kiểu A,B,T,L nó mạnh cho thể loại nào ạ? À? Ok A,B,T,L thì mạnh cho nhạc EDM, nhạc điện tử Ờ, à, các dòng nhạc về EDM và điện tử A&B, Hip Hop luôn cũng hay à, Mà nếu mà bạn chuyên uh, chuyên làm nhạc điện tử và edm các kiểu thì bạn chọn Live đó là một lựa chọn rất là tuyệt vời, rất là đúng luôn, không phải không phải lo lắng gì nữa hết, tại vì nó hỗ trợ cực kỳ mạnh. loại ra relax coffee đó, à cái này anh làm rất nhiều, nếu mà em em thích thì em có thể lên cái spotify của anh ở trên cái profile của anh đó là Uh, v Pro Music, uh, trong đó anh có mới làm ba album mới uh, về uh, uh, Coffee Cappi. Oh, nói chuyện với các bạn vui quá, ok, M mọi người. Trước khi ngủ trao đổi nói chuyện không đi nói chuyện ngoài được thì như cà phê vậy. Anh ơi, anh nghĩ hòa âm hay phối khí quan trọng hơn với một bài hát à hòa âm hay phối khí cái, hai cái này mình nghĩ phải đi đôi với nhau đó các bạn ừ, cái ví dụ như bạn hòa âm hay mà bạn bạn không biết sử dụng nhạc cụ hoặc bạn không có thể uh, sử dụng các tính năng nhạc cụ tốt phần này nọ thì cũng chưa chắc là hiệu quả cho nên là cái này phải đi đôi với nhau ví dụ như là nếu mà bạn chỉ rành một nhạc cụ về hòa âm thôi bạn đánh guitar hay và hòa âm guitar hay thì nó chỉ À, hạn chế ở trên một cái nhạc cụ đó thôi mà các bạn mà giỏi phối khí nữa thì là mình lại ứng dụng được nhiều hơn có thể làm được nhiều thứ hơn sau thầy định ra hà nội học một khóa pro 3 tháng không ạ à? à? hiện tại thì mình chưa có cái ý định đó nhưng mà cái ý định lâu dài của mình thì mình nghĩ là mình tại vì cơ hội mà mở lại một cái lớp này thì mình không biết là một cái lớp offline thì không biết với cái tình hình dịch này thì không biết khi nào nó mới nó mới trở lại được bình thường cho nên là mình cũng chưa có một cái dự định rõ ràng. Nhưng mà nếu được có điều kiện thì mình sẽ sẽ sẵn sàng. Nhưng mà mình cái tiêu chí của mình là mình sẽ bày hết ở trên mình có gì hay mình sẽ chia sẻ hết ở trên cái YouTube của mình thôi. Sợ không có thời gian làm offline nữa cho nên là tranh thủ biết cái gì thì chia sẻ ở trên uh, online. Loại jar relax coffee đó anh có dùng lubrum không? Có. Và nhưng mà anh lại um, dùng bên cái bộ uh, mấy cái bộ mà trống standard á chứ không có dùng bên cái này nhiều, không có dùng bên cái 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 stylus này. À, anh làm luôn làm trống rồi cũng có có lúc nhưng mà ít lắm hầu hết là làm tại vì nó đánh brut đánh chổi các kiểu không à rồi mình cũng ít làm ít làm lúc hầu như không có lúc luôn các bạn cứ đặt câu hỏi ha mình có thời gian mình sẽ xem qua mình nốt một đống ở trong này luôn nè mọi người ơi một đống luôn một đống các câu hỏi của các bạn luôn nè một đống các câu hỏi và các cái chủ đề của mình thôi mình bây giờ rảnh là mình nhảy vô mình làm đúng sai gì mình cũng làm hết mình không có khuôn khổ nữa <laughs> thầy làm một dvd trên nk về an à <laughs> nói thật với bạn luôn là mọi dự định của mình mình đều bị gian dở với bị tất Do cái công việc chính của mình nó nhiều quá. Cũng mong muốn là làm hiện bây giờ ở trên Unica 2 năm rồi mà mới có hai khóa học à. Rất nhiều mọi người uh, muốn học thêm về các thể loại khác mà thực sự là chỉ có làm ở trên đó thì may ra các bạn mới dễ hiểu còn mấy cái giao lưu như vậy thì mình đi sâu vào những cái chủ đề mà um, các bạn yêu cầu hoặc là những cái skill những cái cái thủ thuật thôi. Còn mà để mà một khóa học hoàn chỉnh thì buộc phải làm. Nó phải là có một cái trình tự rõ ràng Chứ Nó là... không có Lan man nhiều thứ như vậy được Nên là cái khóa học Thì nó cần cái đầu tư hơn Nên là Các bạn chưa biết mà học thì có thể làm được uhm. Thầy làm Sona lâu vậy Quen rồi sao chuyển qua logic vậy hả Ok Bây giờ em bao nhiêu tuổi Em muốn uh, chạy một chiếc xe uh, quay uh, Rồi xong thấy nó ok quá, xịn quá Rồi em sẽ chạy nó suốt đời không? Hoặc mai mốt em lại thấy một chiếc SH hay hơn Em có nhảy lên không? Hoặc là thấy một chiếc xe lông núi Em có ý định đổi nó không? Đó là câu trả lời đó Nghĩa là thầy thấy một cái đo Mỗi cái đo nó có một cái hay của nó Và cái tính ứng dụng cuối cùng là Thầy thích cái nào có sự ổn định và là thế giới người ta dùng nhiều để mình có sự kết nối và mình 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 có thể giao lưu với họ về cái chức năng tính năng cái nọ ngoài cái chuyện mà uh, cái sao của một cái phần mềm âm nhạc nó khác nhau nha câu chuyện này rất rất nhiều người uh, bàn luận rồi thì đương nhiên mỗi mỗi chiếc xe nó có một cái việc riêng của nó thì giống như là làm sona mà làm bolero vô địch luôn À, làm những cái nhạc mà nó kiểu hơi acoustic nó hơi mộc mộc mộc, mộc. cái sao nó mộc mộc à, thì làm ban lab với lại à, bay với lại sona vô địch đúng luôn. Nhà, ví dụ như logic thì sao nó mới hơn, nó có màu à, chút xíu màu điện tử hơn, nó có chất màu hiện đại hơn à, thì đó là lý do mà thầy chọn. Đó, với lại nó cũng đa nhiệm. Chứ thực ra là phần mềm nào cũng làm nhạc nào cũng được hết á, làm hay hay dở và chuyên hay không thôi cái ông fl cũng vậy, ông fl cũng có thể làm nhạc ballad được, ông fl cũng thợ làm bolero được, có thể làm rock được luôn, nhưng mà nó không chuyên thôi, không chuyên thì mình cái sao nó ra không đúng, không đúng như mình muốn, rồi cái công cụ mình làm nó bị hạn chế, à, ví dụ như là um, cái ông Live ai, uh, ông làm fl hơn, có có khi cả cả cả, cả fl nữa, à, nó đa dụng hơn và nó chuyên bên dòng uh, edm, làm trên uh, cuba uh, với lại Sona sau làm nổi qua mấy ông đó nhưng mà lại ông Abetan Line mà làm Bolero hơi nhọc hơi nhọc ạ. À. Đó, mỗi cái nó có thêm thế thế màn riêng cho nên các bạn phải chọn, các bạn phải chọn thôi hoặc là các bạn đa nhiệm giống như mình bây giờ ok. Mai mà mình thích làm QB, Ballad mình nhảy qua mình làm tại mình nó giống nhau hết à. Các bạn đã biết nguyên tắc chạy xe rồi thì nhảy lên xe nào thì chắc cũng chơi được thôi. Thì làm càng nhiều thì càng quen thôi, đơn giản là vậy thôi. Đấy đừng có bị trở ngại gì hết và đừng có phải một cái rào cản nào hết các bạn. Không có nghĩa là cứ phải xài một phần mềm. Tuy nhiên nếu bạn muốn trải nghiệm thì bạn mới làm còn bạn muốn an toàn thì thôi cứ xài một phần mềm. Đó là cách lựa chọn của từng người. Nhiều người nói làm nhạc bằng fl studio là khẩu quan điểm của anh thế nào? Lại là một câu hỏi muôn thủa rồi Thì ở cái thế hệ như anh nhìn vào Thì đây là một cái Nó nó là AB nó rõ ràng Giống như anh vừa nói đó Không có cái gì lạ hết Không có cái nào là lạc hậu hoặc là Là không lạc hậu hay hiện đại hết Tại sao FL nó còn sống đến bây giờ Mà cả Là cái Cái đo mà được Số đông producer Sử, sử dụng nhất trên thế giới và nó vẫn tồn tại. Trong khi thằng Benlat, thằng Sona đang bị đào thải hoặc là có một cái số nữa những cái đo lạ nữa mà các bạn không thông dụng, các bạn không biết luôn thì nó không được sử dụng nhiều. Cái thằng FL này được mọi người sử dụng rất nhiều mà cái FL này nó bị một cái thôi mà để cho cái danh tiếng của nó mọi người cảm thấy nó không có ngầu lắm so với các đo khác đó là những người làm FL thì thường họ không chú trọng vào technique, kỹ thuật và nhạc lý. À, tại vì cái đơn thuần là cái FL nó chế ra để cho người dùng là như vậy rồi. Thì thậm chí người chưa biết nốt nhạc, chưa đánh biết đánh gì hết. Thì họ chế ra, ok mày muốn cái chơi game này không? Cái game này làm nhạc mà, cái game này sinh ra để làm nhạc đó, rồi, nhưng mà nhạc nó là nhạc gì, nhạc này nó gần nó sử dụng track and drop có nghĩa là gấp, nhả và là fill, rồi là bằng chuột hoặc click chuột các kiểu thôi, thì là họ không cần phải 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 uh, nhiều quá kiến thức về âm nhạc hòa âm này là không cần, thì tại vì cái bản thân nó đẻ ra là cho việc đó rồi, còn mình mà so sánh khập khiển cái này thì mình thấy cái so sánh đó, nó không chuyên nghiệp đối với mình là vậy, thì mình vẫn ngồi nói chuyện với một ông à, fl bình Ô mày làm vậy thì tao làm trên logic, tao chịu thua á. Mặc dù mình dư sức mình làm, nhưng mà nó còn sống và nó được đẻ ra thì là nó có việc rồi cho nó. Thì các bạn phải có cách nhìn rõ ràng như vậy. Chứ không phải là đo nào hơn đo nào hết. Không phải phần mềm nào hơn phần mềm nào hết. Mình nói cũng nhiều cái chủ đề này rồi. Đi đua xe, chạy lên núi thì buộc phải lấy con cào cào đi hoặc con địa hình đi đó mà cái giờ bây giờ ví dụ bằng các bạn mà đua đường dài thì buộc phải chơi mấy con mà siêu xe tốc độ với lại là có tốc độ đề ba với đường dài nó sướng hoặc là chơi một con xe mà đại loại là mỗi mỗi con xe nó có một cái việc của nó thì cái đòn vậy cho nên là đừng có đề cập nhiều cho nên là bạn chọn đi nếu mà muốn làm edm rồi ok rồi edm này nhanh gọn này like, fl À, rồi ok, muốn ballad, ba acoustic, ra uh, rock các kiểu. Rồi. À QB, Sona, Proton. À Logic. À uh, rồi còn muốn mà đặt chủng uh, màu uh, hơi an bi xíu mà nó thập cẩm tùm lum la. hồi nãy mình quên cái vụ uh, ông uh, Uh, Studio One nha. Studio One cũng là một cái thằng đa dụng á. Các bạn cũng có thể uh, nghiên cứu về cái thằng đó. Thằng đó cũng đa dụng nó có thể làm nhất là cái màu uh, pop, Ballad uh, uh, acoustic, jazz, rock, R&B nhẹ nhẹ cái màu acoustic nhiều hoặc đó nó cũng like chút xíu màu uh, EDM. Cái màu đây ý mình nói là cái màu sau xuất ra nha. À, màu sau nó xuất ra đó nó ra nó ra được cái màu đó và cái đo nào thì nó có cái công cụ cái tool hỗ trợ đắc lực cho cái thể loại đó thì các bạn coi đó để chọn cái nào thích hợp cho mình đó, ok sẵn cho <laughs> nên là cái quan điểm mà FL Studio là hậu là mình không mình mình không đồng tình mình mình theo quan điểm riêng của mình thì mọi đo như nhau tại nó mỗi việc như nhau à đó là cách cái cái nhìn khách quan của mình ha FL làm nhạc điện tử rất ok và nó dễ dàng sử dụng chính xác sẵn tiện cho em hỏi thêm thể loại rock cụ thể là mark rock thì Live có phù hợp hay không có lựa chọn nào tối ưu hơn không thì đó giống như nguyễn anh hỏi ha thì giống như anh cái mark rock là thực sự anh chưa nghe ha À, anh chưa ngâm cứu cho nên anh chưa ra nhưng mà rock thì anh nghĩ là cái màu là cũng các nhạc cụ live rồi trống live guitar các kiểu là nó live band nhiều ha thì nói chung là dòng á thì anh nghĩ em làm trên qb hoặc là trên uh, studio one hoặc trên Sonar là sao đẹp nhất ra cái sao ok nhất hoặc là pro 2 là sao đẹp còn mà trên uh, Beton live chắc chắn cũng được nhưng mà là nó không chuyên thôi, Đó. nó vẫn được chứ không phải là không nhưng mà nó nó không chuyên nó không cho ra cái màu sao nó nó kỳ lắm một cái sao này mình làm trên Logic nghe khác qua Sonar nghe khác qua FL nghe khác qua bên like khác luôn à, các bạn hiểu không? các bạn, các bạn hình dung ra không? có nghĩa là nó khác đấy nên là nếu mà làm rock thì mình nghĩ Cubey với lại à, ah, no Cubey hoặc là à, uh, Studio One với lại là Sonar là hợp lý. Thầy nghĩ sao về Pro Tools tại thị trường Việt Nam? Mà câu hỏi này mình chưa hình dung ra ý bạn sao? Không? Nghĩ Pro Tools, là cái công cụ master của các đo rồi. Nó là cái là sao chuẩn nhất và cái cuối cùng để mà xử lý âm thanh à về uh, xử lý âm thanh ha, thằng Proton là giống như là thằng uh, thằng Apple vậy đó. Nó ra những cái chuẩn đẹp nhất, tốt nhất và có thể cao nhất. À, mình nói nôm na vậy ha. Thầy nghĩ sao về cơ hội làm việc Music Producer nếu không làm freelance? Vì em thấy thị trường khá ít cơ hội việc làm tại công ty đa phần vẫn là các studio Chà, nội dung này mình đã ghi, mình đã note vô rồi, rồi mình sẽ có một ngày trao đổi về cái vấn đề này Thầy nghĩ sao về cơ hội làm việc Cái freelance, cái âm nhạc sáng tạo, tất cả cái, nhà, à, cái ngành nghề sáng tạo ở Việt Nam á Các bạn, mình nói cho các bạn biết Một cái, mình trả lời ngắn gọn đến thời điểm bây giờ thôi ha Với câu hỏi của Tuấn Anh thôi, còn mình phải phân tích sâu cho các bạn thấy Nó Nghĩa là với thời điểm hiện tại thì cái ngành nghề sáng tạo của chúng ta giống như hai ngành nghề đó Thành hệ editor, các bạn làm phim và cái ngành nghề sáng tạo à, làm à, âm nhạc của chúng ta là cái tin vui là hiện tại bây giờ là um, hai cái ngành nghề cực kỳ hot và nó là à, những cái khá là 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 cần thiết ở trong cái cuộc sống hiện tại hiện đại 4.0 bây giờ nha các bạn nha. Ăn thua các bạn dùng nó bằng cách nào hoặc là các bạn có thể À, kiếm tìm nó bằng cách nào đại loại như vậy ha thị trường ít cơ hội chẳng có cái công ty nào hiện bây giờ tuyển producer hết á. họ có có rất nhiều bây giờ nói chung là có rất nhiều nhưng mà nó không giống như các cái công sở giống như là à, các người đi làm văn phòng nhưng mà ở một mặt khác nó là một cái thị trường rất là tiềm năng ha mình sẽ phân tích sau về cái 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 vụ này à, về cái thị trường âm nhạc hiện tại và vài năm sau thì mình có cái cách nhìn riêng của mình thì mình mình sẽ làm một cái blog riêng về cái nội dung này